Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Nhật Minh TV Family S. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng Nhật Minh TV đến thăm một bức tượng Phật nằm đang nắm giữ kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Trước mặt quý vị và các bạn là bức tượng Phật nằm Thích Ca nặng đến 6.000 tấn và bức tượng Phật dài đến 72 mét nằm trong chùa Bô Tâm tại Sóc Trăng và bức tượng đang hoàn thiện sau 4 năm thi công. Chùa Bô Tâm Vong Xa Som Rong thường gọi là chùa Som Rong tọa lạc tại phường 5 thành phố Sóc Trăng là một ngôi chùa có từ năm 1785 ở tỉnh Sóc Trăng. Chùa được xây dựng trên diện tích 5 hectare. Mình thấy với bức tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn lớn nhất Việt Nam sẽ là điểm đến tham quan chiêm bái tượng Phật sẽ thật thú vị khi quý vị và các bạn tới thăm chùa. Ngoài bức tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam trong chùa còn có ngôi bảo tháp bằng đá nguyên khối trong khuôn viên chùa Som Rong và ngôi chánh điện với kiến trúc độc đáo đã tạo lên nét đẹp cho ngôi chùa. Video của Nhật Minh TV Family S đến đây là kết thúc. Xin chào và gặp lại quý vị video tiếp theo nhé.